Sao mà ghế bự đâu không lấy ra ngồi, ngồi ghế chực nít ta trời. Mấy cái ghế bự đem bán hết rồi Hoàng thượng. Trời đất ơi, riết rồi bán không còn gì. Thần thiếp mời Hoàng thượng dùng trà. Mày uống trà hả? Dạ thôi, con Tùy không có kêu. Con Tùy, lần này mày chết với tao. Hoàng thượng ơi, Hoàng thượng à, trời xanh xanh ngát xanh, lá tung tăng trên lá xanh, một cô em trông rất xinh tươi nè Hoàng thượng. Xinh tươi thiệt à. Ăn lạc. Dạ. Ngươi về cung của ta lấy cái hộp bánh trung thu có 8 cái trứng muối đem ra đây để mời hoàng thượng, hoàng hậu và cao wifi thưởng thức. Dạ. Khoan đã, sao nàng không tự đi mà lấy? Thần thiếp là rảnh phi mà hoàng thượng. Chính vì rảnh mới phải đi lấy đó. Ủa mà hoàng thượng, nó mới là nô tỳ. Đúng rồi đó hoàng thượng, sao lại bắt rảnh phi đi lấy chứ? Thần thiếp thấy cao wifi nói đúng đó hoàng thượng. Thôi nàng đi đi. Dạ. Tội nghiệp. Có cái bánh trung thu chút ẹt, nhét 8 cái trứng cút muối vô, bỏ vô cái hộp thiệt là bự mà ăn không đủ dính răng. Bà đặt mời thưởng thức. Sẵn có các nàng ở đây, ta thông báo với các nàng một chuyện. Ta phải xuất cung một thời gian, các nàng ở nhà phải biết chăm sóc yêu thương lẫn nhau, bảo ban nhau, có rõ chưa hả? Dạ. Uống cho ta miếng trà đi, ta sắp xa nè. Dạ thôi, nô tỳ không dám ạ. Ta cho phép mà. Thời cơ của ta đã tới rồi. Ơi, nằm ở đâu đó, nằm ở trường. Ta đi đây. Kế bên cục wifi, hèn chi mạng mạnh dữ. Làm bài chơi. Tròn vuông giác, tròn tròn vuông giác, tròn tròn vuông giác, tròn vuông giác, vuông giác vuông 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 tròn, vuông giác vuông 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 tròn, vuông tròn vuông, vuông tròn vuông. Lâu rồi không hát, hát vẫn hay. Có cái gì thì vào đi, núp núp ló ló, ta tán cho xéo hán nha. Nô tỳ xin thỉnh an cao wifi nương nương. Có chuyện gì? Mau nói đi. Bẩm, nô tỳ muốn hỏi nương nương về việc khiến rất nhiều người mất mạng. Tiện nhân, to gan, nhà ngươi dám vu khống bổn cung. Hả? Nô tỳ đâu dám. Ngươi không dám thì ai dám? Dạ, là hoàng hậu nương nương và rảnh phi nương nương à. Thì ra là hai cái con quỷ đó dám vu khống bổn cung giết người. Ủa, giết người nào? Thì ngươi mới nói đó. Nói gì? Làm nhiều người mất mạng. Trời ơi, ý của hoàng hậu và rảnh phi nương nương là kêu nô tỳ đến đây để xin lại bát wifi. Mấy ngày nay không có mạng, không online được Facebook, không úp hình selfie được. Hoàng hậu và rảnh phi đang rất là tức giận chuyện này. À, thì ra là chuyện đó. Dạ. Nương nương là chủ quản wifi trong cung mà tự nhiên đổi bát không thông báo, cho nên mới xảy ra cớ sự này nè. Trên đời không ai cho không ai thứ gì bao giờ. Nếu như mà muốn có bát wifi thì cũng phải đánh đổi lại cái gì chứ. Vậy thôi, nô tỳ đi. Ê, thôi thôi, lấy đi, lấy đi. Thôi, không lấy đâu. Lấy đi mà. Không lấy mà. Lấy đi. Nô tỳ đã nói là không lấy. Không lấy cũng được, nhưng mà thử nghĩ coi, liệu
hoàng hậu và rảnh phi có tha cho ngươi không? Vậy nương nương muốn đổi gì? Trong cung này ai cũng biết ta rất thích sữa tươi. Ngươi hãy đem về cho ta sữa tươi loại tốt nhất, sau đó ta sẽ cho ngươi bát wifi. Dạ. Cửa ra bên này. Nãy đi vô đường nào thì đi ra đường đó chứ. Muốn có bát wifi hả? Hôm nay trời đẹp quá. Dưới hồ có con cá. Ôi, bài thơ hay quá. Nương nương. Nương nương, ăn lạc, sao rồi, đã có bát wifi chưa? Dạ chưa, cao wifi nương nương nói phải đem loại sữa tươi tốt nhất về đổi thì mới cho bát wifi. À, tưởng gì, ta biết rồi. Cao wifi thích nhất là sữa tươi trân châu đường đen. Ngươi cứ mua đem qua đó mà tặng, thế nào cũng sẽ đổi được bát wifi. Dạ. Không cần cảm ơn ta đâu. Đi mua lẹ đi, kẻo bán hết, món nó đang hot. Dạ. Ngáp hoài. Hôm nay trời đẹp quá. Dưới hồ không có cá. Bài thơ vẫn hay quá. Nguyên ngày hôm nay không thấy hai con quỷ cái kia up status nào. Đúng rồi, làm gì có wifi mà up. Nương nương, nô tì đã mang sữa về cho người rồi nè. Đâu, cho ta xem. Dạ, đây thưa nương nương. Trên thị trường hiện nay đang hot món sữa tươi trân châu đường đen, tổng hợp 10 loại vitamin và khoáng chất giúp da khỏe, giáng sinh, ba vòng nảy nở. Tiện nhân, ý nhà ngươi nói là ta da không khỏe, giáng không sinh, ba vòng không nảy nở hả? Dạ, nô tì không có ý đó ạ. Ngươi biết ta kêu ngươi đi lấy sữa tươi về để làm gì không? Dạ không. Không biết sao không hỏi. Ta kêu ngươi lấy sữa tươi về là để cho ta tắm. Ngươi lại mang sữa tươi trân châu đường đen về. Ngươi muốn cho ta tắm để kiến mua cắn chích mẹ ta hay gì? Ngươi âm mưu ám sát bổn cung chứ gì? Dạ, nô tì không dám ạ. Được rồi, hôm nay ta sẽ thay hoàng thượng dạy dỗ nhà ngươi một bài học. Còn tiện nhân đổ cho ngươi bị kiến cung. Nương nương, mong giá. Cái gì vậy? Thêm 50 đường, 50 đá nữa là tuyệt vời. Ngự tiền thi giả Phó Hằng, xin thỉnh an cao wifi nương nương. Ngự tiền thị vệ đúng là cái lũ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thị vệ của hoàng thượng nên cũng hống hách dịch giật hẳn ra, dám cướp đồ trên tay của bổn cung. Vậy nương nương cho tại hạ hỏi, từ khi nào trong cung có cái lệ tắm bằng sữa tươi vậy? Nương nương có biết sữa tươi là một cực phẩm rất là quý giá hay không? Nếu nương nương đã không trả lời được thì xin nương nương hãy rộng lượng bỏ qua cho con nô tỳ này. Đây là tấm lòng của hạ thần, xin nương nương hãy nhận lấy và lui vào trong để tắm giọng mà. Cái gì đây? Còn nữa, bắt wifi thì xin nương nương hãy vô lòng inbox cho hạ thần. Hạ thần xin phép cáo từ. Hướng ra bên này. Nãy đi vô hướng nào phải ra hướng đó chứ. Xin lỗi nương nương. Thơm quá. Sữa dê. Cô nương, xin hãy cẩn thận. Hậu cung nhiều cạm bẫy. Xin phép cáo từ. Thật là nam tính quá đi. Mình tới đây là để tìm chị gái mà, đâu phải để yêu đương đâu. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại. Ăn lạc đâu? Dạ, có ăn lạc ạ. Sáng nay, ta vô tình đạp trúng một bãi hoàng phân. Do ta bận quá, chưa có đi rửa chân. Bây giờ, trong lúc đỡ bận, ta mới phát giác ra rằng hơi hồi. Mau đi rửa chân cho ta đi. Ủa, hoàng phân là gì vậy nương nương?
thì phân trong hoàng cung gọi là hoàng phân. Ủa mà sao giày của nương nương đâu, nương nương không mang mà để đạp chúng hoàng phân vậy? Ta bận quá quên mang giày. À, mà nương thôi nương... đừng có hỏi nữa, tớ làm biến trả lời lắm. Mau đi lấy nước rửa chân cho ta đi. Dạ. Trời ơi, chân nương nương đã hôi rồi mà còn dính mần tùm lum thấy ghê quá à. Kệ người ta, thôi rửa đi. Nô tỳ không có rửa đâu. Nô tỳ to gan dám cãi lệnh của bổn cung. Nương nương, xin dừng chân lại. Một ngự tiền thì vậy nhỏ bé như ngươi mà ở đây ra lệnh cho ta hả? Cút. Nương nương, xin hãy suy xét cho kỹ. Nếu cái tin này lan truyền ra ngoài, không biết sau quả sẽ như thế nào. Tin gì? Tin nương nương đạp phải hoàng phân, chân hôi không chịu nổi, làm cho người khác phải bất tỉnh nhân sự. Người. Nương nương, nếu tin này tới tai hoàng thượng, không biết hoàng thượng có còn sủng ái người hay không? Người, người. Nếu như nương nương bỏ qua chuyện này, thì tại hạ coi như chưa nhìn thấy gì hết. Được lắm, cút cho khuất mắt ta. Xin cáo từ. Cảm ơn đại nhân đã nhiều lần ra tay cứu giúp. Ăn lạc không biết lấy gì để báo đáp. Không biết lấy thân mình báo đáp được không? Cô nương, xin hãy cẩn thận, hậu cung nhiều cạm bẫy. Xin phép cáo từ. Giờ tỵ tại ngự hoa viên, xin hãy cứu giúp. Ký tên Hột Đậu Phộng. À, tỵ ngự hoa viên không gặp không về, ký tên cây đao. Con tiện tỵ dám gạ gẫm dè dặn hoàng thượng, ta sẽ cho ngươi biết vì sao nước biển lại mặn. Tình dụng trộm của thị vệ và cung nữ, hai người không thấy xấu hổ hả? Thỉnh đang hoàng hậu nương nương. Ngươi thân là ngự tiền thị vệ, lại không lo bảo vệ hoàng thượng, lại ở đây gian díu với cung nữ, đáng tội gì hả? Việc của thần không chỉ bảo vệ cho hoàng thượng, mà còn bảo vệ cho sự an nguy của tam cung lục viện, nên việc thần có mặt ở đây là chuyện bình thường. Huống hồ chi bằng chứng nào cho thấy thần và cung nữ này đang có gian tình với nhau? Có ta, chai sữa tắm sữa dê hối lộ, hàng sale đổ đóng Hồng Kông bên hông chợ lớn, nghĩ sao đưa cho tao chai này hả? Còn ta nữa, đây là hình chụp hai người gian díu với nhau mà ta đã rình và chụp được. Đó, nhân chứng vật chứng đã đầy đủ, ngươi ba lần bảy lượt bao che cho tiện tỳ này. Hôm nay ta sẽ thay mặt hoàng thượng trừng trị lũ tiện nhân các ngươi. Người đâu, đem ra chém. Đừng lo, trong cung không còn ai đâu mà chém. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng thượng cát tường. Miễn lại,
Tại sao lại tài tụ tập đầy đủ ở đây? Có chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, ả nô tỳ ăn lạc này gian díu với phó thị vệ, bị chúng thần thiếp bắt gặp đó hoàng thượng. Đúng rồi đó hoàng thượng. Chưa hết đâu, ả vào cung là có âm mưu, ả muốn tìm chị của ả. Hoàng thượng nghĩ đi, nếu như một ngày nào đó ả phát hiện được rằng sự mất tích của chị ả liên quan đến hoàng thượng thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của người. Vì vậy thần thiếp xin hoàng thượng hãy diệt trừ ả để trả lại sự yên bình cho hậu cung. Trả trả mà liên quan gì tới ta hả? Thần thiếp chỉ lấy ví dụ để hoàng thượng thấy được cái mức độ nghiêm trọng thôi. Tiện tì, sao ngươi nói cái này là bí mật hai đứa mình biết thôi, bây giờ ai cũng biết hết trơn vậy? Thì tại ai cũng tra hỏi nô tì nên nô tì phải nói thôi. Bẩm hoàng thượng, theo cung quy thì về gian díu với cung nữ là phải xử tội chém đâu. Đúng rồi đó hoàng thượng, phải chém. Chém như hoàng thượng. Đúng lý trời, đường chỉ tài của nàng đã nói lên. Nàng là con người chuyên cấm sự người khác, nàng có gì để giải thích không? Dạ không có. Không có gì để giải thích nữa chứ gì. Dạ không, ý nô tì nói là nô tì không có gian díu, không có cấm sừng à hoàng thượng. Bằng chứng, vật chứng rõ ràng rành rành ở đây, nàng còn chối nữa hả? Ta thật thất vọng về nàng. Hoàng thượng à, chém đi. Chém đi, chém đi, chém đi, chém đi, chém đi. Người đâu? Thưa hoàng thượng, thần không thể nào có tình ý với cô gái này được. Chẳng lẽ người đã tịnh thân? Không phải. Vậy là người đã ký trùng nhân? Cũng không phải. Là sao ông nội? Đúng là thần có tình cảm với cô gái này, nhưng không phải là tình cảm nam nữ, mà là tình cảm tỷ muội. Làm sao? Làm sao? Là sao, giải thích rõ hơn coi. Thần là chị gái của Nguyễn An Lạc. Từ nhỏ ước mơ của thần là được làm đàn ông. Vì gia đình quá nghèo khó, không có đủ tiền để chuyển giới, nên là thần đã xin vào cung làm cung nữ. Sau bao nhiêu năm tháng tích góp, dành dụm, ăn đầu này, cắn đầu kia, bò rút khắp mọi nơi, từ lúc hoàng cung thịnh vượng cho đến lúc suy yếu, thì thần đã thực hiện được ước mơ của mình. Ủa nó nói gì vậy? Ai biết, sàm môn. Người có bằng chứng không? Dạ có. Họ tên Ngụy Ăn Thịt, giới tính nữ. À, thì ra là ngươi. À, hàng gì nhìn quen quen. Tỷ tỷ. Mùi mùi. Tỷ tỷ. Ta xin lỗi vì đã không gửi tiền về cho muội, để cho muội phải lặn lội đến đây tìm ta. Mùi mùi à, ta trắng tay rồi, chúng ta về quê làm lại từ đầu thôi. Đi. Ê, đứng lại. Hồi nãy ta nghe nói gì mà người ăn đầu này cắn đầu kia, bòn rút chỗ này chỗ nọ là sao? Từ đó Phó Hằng đã bị bắt ở lại trong cung làm tất cả mọi việc để trừ nợ. Một thời gian sau, do lao lực nên Phó Hằng đã qua đời. Hoàng hậu và Cao Wi-Fi nương nương nhiều lần hại An Lạc không thành công nên uất ức tự dẫn tại tự tử cùng. Còn Rảnh Phi nương nương vì quá rảnh nên đã bị đà vào lãnh cung. An Lạc không yêu được Phó Hằng nên đã quay sang cua hoàng thượng. À không, thằng này là thái giám thôi, quẹo trái nè. Và cuối cùng An Lạc được sắc phong thành lệnh quý phi. Từ đó chỉ còn lệnh phi nương nương và hoàng thượng sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Hết.